Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin. Đây là một cái tòa nhà mà trước đây là một cái khu vực sản xuất của những cái nước Cộng hòa Dân chủ Đức cũ, tức là thể chế cộng sản. Nhưng bây giờ họ đã xây dựng lại thành những trường học, bệnh viện và rất khang trang và phục vụ người dân. Và hiện nay ở Việt Nam rất tiếc là vẫn đang thực hiện cái chế độ chủ nghĩa xã hội. Và trong thời gian tới thì Trung ương 4 Trung Quốc sẽ bàn chủ nghĩa xã hội, còn đại hội đảng lần thứ 13 tới đây thì có khả năng Việt Nam sẽ tính lại cái đường lối của mình trong thời gian tới. Và cũng ngày hôm qua thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa loan tin sẽ họp Trung ương 4 vào tháng 10 năm nay. Và hình ảnh các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông của quốc tế đã đăng tải rất rõ ràng là hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Bắc Kinh. Đấy là cái thông tin mà Tân Hoa Xã đã loan tin trong thời gian vừa qua. Và hình ảnh các bạn thấy là Chủ tịch Tập Cận Bình đang ngồi họp trong cái khán phòng của Trung Quốc. Và cái nội dung chính mà đại hội mà Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp bàn trong lần tới đó là nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong việc giữ vững và hoàn thiện hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và thúc đẩy việc hiện đại hóa quản trị đất nước. Thì đây là hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc cũng rất nhiều bằng mọi cách để thực hiện cái đường lối này. Đường lối đó đặc sắc vì sao? Vì với cái hình thức đó thì họ vẫn duy trì một đảng là độc đảng, tức là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhưng thể chế, tức là cách kinh doanh, hình thức kinh doanh thì dường như là sát hơn với cả kinh tế thị trường. Và đây là một cái mô hình mà Trung Quốc họ tự nhận rằng đó là mô hình mang đặc sắc của Trung Quốc. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng đã bê nguyên cái mô hình này về áp dụng trong nước, nhưng lại đặt lại thành là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và qua những cái buổi tiếp xúc của Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, cũng như buổi làm việc của Trung Quốc sang Việt Nam, thì các bạn cũng đã thấy hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký kết rất nhiều những hiệp định của hai đảng, hai nước và trao đổi cán bộ với nhau. Có nghĩa những cán bộ của Việt Nam sẽ sang Trung Quốc để học tập và đưa những cái mô hình xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc về Việt Nam để thực hiện. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Và ngoài ra thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã lưu ý, rất lưu ý trong thời gian vừa qua rằng là quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đây là điều ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra vào phát biểu vào bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 vào hôm 18 tháng 5 2019 trong thời gian vừa qua. Thì điều này khẳng định là một điều gì? Đó là việc Đảng Cộng sản Việt Nam dường như cứ Trung Quốc làm cái điều gì thì Việt Nam lại sang học và mang về áp dụng cái điều đó. Và cái hậu quả cho đến ngày nay thì các bạn đã biết là trong một thời gian rất dài là Việt Nam đã áp dụng cái mô hình kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, bởi vì trong cái định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có ghi rõ cái điều đó. Và cái tệ hại và cái tai hại đó thì các bạn cũng đã thấy rất nhiều trong thời gian vừa qua, đó là những cái bài báo, ngay cả báo chí trong nước cũng lên tiếng rất mạnh mẽ, đó là việc hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước lỗ nặng, nợ hàng ngàn tỷ đồng khó đòi. Và chi tiết trong cái bài báo này ghi rất rõ nợ khó đòi hàng chục ngàn tỷ đồng qua kiểm toán của 253 doanh nghiệp nhà nước. Kiểm toán nhà nước đánh giá khái quát hoạt động của nhiều ông lớn chưa hiệu quả dù kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Cụ thể, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam 547 tỷ đồng, công ty mẹ Mobifone 510 tỷ đồng. Số nợ khó đòi cũng lớn như công ty mẹ PVN 11.368 tỷ đồng, công ty mẹ Mobifone 322 tỷ đồng, công ty phát triển địa ốc Sài Gòn 5.191 tỷ đồng, tổng công ty thương mại Sài Gòn Sastra 266 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN không hiệu quả, 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công và đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án. Tổng chi phí 773 triệu US đô la, dự án Danan Iran và dự án Juni 2 Venezuela đã dừng hoạt động, giãn tiến độ trị giá 660 triệu US đô la. Hai dự án tại Peru đang xin thủ tục chuyển nhượng 849 triệu US đô la. Mới đọc qua những cái thông báo này và các bạn đã thấy rằng số tiền mà những công ty nhà nước đó đã làm thất thoát của ngân sách quốc gia hàng nhiều tỷ US đô la, và đó là số tiền mà người dân Việt Nam sẽ phải nai lưng ra để trả nợ cho các công ty nhà nước, cho với hình thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản đã
lựa chọn trong thời gian qua. Đó là một sai lầm rất lớn. Và hiện nay người dân Việt Nam khi bắt đầu sinh ra, chào đời, cất tiếng nói chào đời thì đã phải chịu một cái lượng mức nợ, cõng lên lưng một mức nợ vài chục triệu đồng Việt Nam. Và cái số lượng nợ này càng ngày càng tăng lên, bởi vì lãi mẹ đẻ lãi con. Và ngoài ra những cái số tiền đó không những không thu hồi được mà còn không có điều kiện để phát triển những cái vấn đề kinh tế xã hội, phục vụ dân sinh như bệnh viện, trường học hoặc là những cái nơi mà chăm sóc người già cần thiết khác. Và đương nhiên qua những thông báo đó, qua những thông tin đó thì các bạn biết rằng là cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các công ty nhà nước đã trở thành những con nợ lớn nhất kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay. Và cái món nợ đó cứ luôn luôn kéo dài và tiếp diễn tiếp. Và cũng đưa đến nhiều cái cán bộ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải vào tù và chịu nhiều mức án khác nhau vì mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa kỳ quái này. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông ở trong và ngoài nước, đây là rõ là cựu Ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh La Thăng bị dẫn giải ra tòa vì liên quan đến kinh doanh thua lỗ của các công ty nhà nước. Và ông Đinh La Thăng hiện nay thì theo như báo chí trong nước đã đăng tin thì đã chịu một mức án rất cao, đó là ông phải chịu 30 năm tù và phải bồi thường thiệt hại là 600 tỷ đồng Việt Nam. Thì không biết là ông ta sẽ dùng cái lấy tiền đâu mà đền, cũng như là 30 năm tù đó thì ông ta cũng đã nói trước tòa rằng có thể ông ta sẽ trở thành con ma trong tù. Ma thì có nghĩa là ông ta có thể bị chết đi. Mặc dù ông Đinh La Thăng trước đó cũng có những tiếng nói phản biện đối với nhà thầu Trung Quốc khi xây dựng đường sắt Cát Linh và không đúng tiến độ cũng như không đạt chất lượng. Tuy nhiên cái hệ thống tư pháp của Việt Nam thì như các bạn đã biết nó không phải là nền tư pháp độc lập và đương nhiên chịu sự lãnh đạo của Đảng. Và khi Đảng Cộng sản và người đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định thì mức án đó dường như là mức án bỏ túi, và ngay cả những người đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu chung số phận cho những cái giống như những người dân oan, đấy là những đảng viên oan. Và điều đó sẽ đem đến cái sự hỗn loạn trong Đảng Cộng sản thời gian tới khi mà nền tư pháp của Việt Nam không độc lập. Và cũng lúc này sau 50 năm thực hiện di chúc của ông Hồ Chí Minh thì có lẽ cụ cũng Hồ cũng không ngờ là các đồng chí của mình lại điều hành cái nền kinh tế của đất nước tệ hại như vậy, bởi vì đã đưa đến tham nhũng, đưa đến nhiều cái tệ nạn khác nhau và đưa đến một số công nợ khổng lồ cho nền kinh tế của Việt Nam và người dân phải gánh chịu. Điều đó tất nhiên cũng không khó hiểu, vì ngay cả khi di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện nay trong nước đang kỷ niệm 50 năm ngày cụ mất và ngày thực hiện di chúc của cụ thì các đồng chí của ông cũng không thèm thực hiện cái điều mong mỏi rất nhỏ nhoi nhưng rất cần thiết và quan trọng của ông trước khi mất, đó là việc thiêu xác và đem đi chôn cất ở ba miền, cũng như là không được làm tượng đài và miễn thuế nông nghiệp cho người dân sau khi Việt Nam thống nhất. Thì ngay sau đó thì họ cũng không làm những điều đó, mãi sau này sau năm 90 mới thực hiện. Và nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà ông mong muốn đó là đem thiêu xác thì ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông vẫn không chịu làm. Thì cái điều mà luôn luôn kêu gọi là thực hiện 50 năm thực hiện di chúc là một cái sự giả dối, và không ai có thể chấp nhận được khi một cái người lớn tuổi như Nguyễn Phú Trọng phát ngôn và yêu cầu cả toàn đảng, toàn dân thực hiện điều đó nhưng bản thân ông lại không thực hiện. Và các bạn cũng thấy hình ảnh mà ông Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay, sáng hôm nay vào ngày 1 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch đang thắp hương tưởng nhớ Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh ông đất rất già và rất yếu rồi, trông rất già rất yếu. Và đương nhiên là với hình ảnh này thì các bạn cũng sẽ liên tưởng tới một cái vị chủ tịch mà luôn luôn hướng về những cái quá khứ. Và ông ta Nguyễn Phú Trọng cũng lại là một người được đào tạo ở Liên Xô cũ, thì đương nhiên là ông ta không hiểu thế nào là kinh tế thị trường, cho nên ông ta vẫn bắt người dân đi theo cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thời Liên Xô cách đây từ những năm 80. Và bây giờ Liên Xô đã bỏ chế độ đấy đi từ lâu và các nước đã tự thành lập những cái hệ thống riêng của mình, mà trong đó Liên bang Nga là một cái nước lớn nhất đến ngày nay, không còn nói gì đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nữa. Và Trung Quốc lần này họp Trung ương 4 thì tất nhiên sẽ không mời cái đoàn Việt Nam sang dự, bởi vì các bạn cũng đã biết có rất nhiều căng thẳng và ngay cả Trung Quốc họ cũng muốn có những cái thảo luận riêng và không được phép tiết lộ ra ngoài, cũng như là kể cả những nước anh em cùng thể chế cộng sản như Việt Nam cũng chắc chắn cũng sẽ không được mời dự. Mà thực ra thì Việt Nam cũng không cần phải đến những chỗ như đó, bởi vì hiện nay Trung Quốc đang tìm mọi cách để thôn tính chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và đi ngược lại với các thỏa thuận của cả hai đảng Cộng sản
về vấn đề này. Và cụ thể nhất mà các bạn có thể tham khảo trên những bài báo ngay cả trong nước cũng đã đăng là hoạt động của tàu Trung Quốc đi ngược lại thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Và đây là cái điều mà ông chủ tịch luật quốc tế Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Ba Sơn, là người đã từng làm đại sứ ở Đức, phát biểu trong thời gian vừa qua, và ông ta đã có những cái lời lẽ rất rõ ràng để gửi thư đến hiệp hội tương tự như vậy tại Trung Quốc để phản ánh về vấn đề này. Và đương nhiên cho đến thời điểm này thì Trung Quốc vẫn tiếp tục bồi đắp các đảo và xây dựng thành những cái căn cứ quân sự rất lớn, khổng lồ trên biển, mà các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh vệ tinh của quốc tế của Mỹ cung cấp, đó là chụp từ ảnh đá chữ thập trong thời gian qua, và thấy rõ rất đường băng rất lớn. Và ngay trong cái đảo này trong thời gian qua thì tàu Hải Dương 8 cùng với tàu hộ tống đã quay về để làm công tác hậu cần và tiếp liệu, sau đó lại quay trở lại vùng biển của Việt Nam để xâm phạm vào chủ quyền. Và cho đến ngày hôm nay, chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với 4 tàu hộ tống rất hung dữ của Trung Quốc vẫn đang quần đảo ở ngoài khơi của Phan Thiết và ngày càng đi sát vào bờ biển Việt Nam, mà Việt Nam không thể làm gì ngăn cản được tàu của Trung Quốc. Và đây là hình ảnh tiếp theo mà các bạn có thể thấy, đó là hình chụp vệ tinh trên đá Vành Khăn, cho thấy các tòa nhà có kiến trúc kiên cố đã được xây dựng. Và rõ ràng ở trong những cái khu vực này là khu căn cứ quân sự của Trung Quốc, thì chúng ta không biết được họ sẽ giấu những cái gì. Và một trong những nguyên nhân mà chúng ta có thể đánh giá là tại sao những chiếc máy bay của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua khi vừa cất cánh bay ra vùng trời của đảo Trường Sa thì rất dễ gặp rất nhiều tai nạn một cách bất ngờ, đó là việc bị áp chế điện tử. Và ở đây chắc chắn là sẽ có những cái hệ thống đó của Trung Quốc đặt, và họ cũng thừa biết tất cả những hoạt động của những chiếc máy bay của Liên Xô mà Việt Nam mua, và cái điều đó sẽ rất nguy hiểm khi cuộc chiến diễn ra hoặc là khi có căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì Việt Nam không thể bảo vệ được chủ quyền của mình vì bị Trung Quốc đã nắm được những cái kỹ thuật cao cấp hơn và áp chế không quân Việt Nam. Và đương nhiên thì trên thế giới hiện nay chỉ còn có vài nước cái theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, đó là Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng và thực tế đã chứng minh đời sống của đại bộ phận những người ở những cái nước xã hội chủ nghĩa này đã tệ hại đến mức nào. Và cụ thể nhất gần đây nhất các bạn đã thấy là Venezuela là một nước cũng tương tự như vậy, và người dân đã phải đói khổ ra sao và đất nước đã hỗn loạn như thế nào. Và Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên thì cũng không khá hơn gì bao nhiêu. Đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải cân nhắc, mà số lượng những cái nước này đi theo cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa này không còn bao nhiêu cả. Và Việt Nam cũng không nên luyến tiếc định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì cả, vì cần dứt khoát từ bỏ để thoát chung và tự do trong việc tự chủ trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập cho trên 90 triệu người dân của mình được sống và bầu cử tự do. Thì đấy là cái điều mà có lẽ hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước mong mỏi trong thời gian tới. Và hiện nay điều mà Trung Quốc đang lo sợ nhất là khi Việt Nam trở thành một nhà nước thực sự độc lập với các ý thức hệ của Bắc Kinh và không cử các đoàn cán bộ Trung Quốc sang Trung Quốc học tập các mô hình xã hội chủ nghĩa nữa. Mặc dù Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký kết rất nhiều những văn bản của hai nước như vậy, nhưng Việt Nam có thể hủy những văn kiện đó, bởi vì bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề tôn trọng Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ vẫn tiếp tục cho tàu Hải Dương 8 và những tàu hộ tống sang bờ biển Việt Nam, sang vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò địa chất và chuẩn bị cho công tác khai thác dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Và đương nhiên Việt Nam cần sớm chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do, vì chỉ có như vậy thì mới có thể tương đồng với các nước văn minh và bảo vệ được chủ quyền đất nước trước cái hành động bành trướng bá quyền của Bắc Kinh. Và cái điều đó mà chúng ta có thể nhận thấy qua cái việc là Việt Nam vận động hành lang để ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ vào tháng 10 tới. Đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng, và hy vọng với chuyến đi này ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể sáng tạo ra một con đường và để đưa người dân Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam trở nên văn minh hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn và tự chủ hơn, và đặc biệt là phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo của Việt Nam do cha ông để lại. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp và cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất để cho các bạn trong thời gian tới. Chào các bạn và chúc các bạn một cuối tuần hạnh phúc.